Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 41 của truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn với chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo của các audio truyện mới nhất trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Ngược Về Thời Minh tập 41. Ngày hôm sau, quan viên bản xứ và thân sĩ địa phương lần lượt đến chính thức thăm viếng Khâm Sai đại nhân. Nhất là những quan lại và thân sĩ hôm qua không có tư cách tham dự tiệc tẩy trần khoản đãi Dương Khâm Sai. Đương nhiên tất cả những người đến viếng thăm đều không thể đi tay không. Hoặc ngân phiếu, hoặc châu báu, thư họa, hoặc đặc sản địa phương, dược liệu trân quý các loại cũng không ít. Dương Lăng cố ý tạo hình tượng một viên quan tham tiền, hám lợi, vô trách nhiệm, cho nên y không khước từ một ai. Cao Văn Tâm không biết rõ nội tình. Nàng không thích lão gia nhà mình biến thành kẻ cơ hội như vậy, trong lòng bực bội xong lại không tiện phát tiết. Cho nên mặc dù được Dương Lăng sai ngồi làm kế toán viên, nàng lại chẳng thèm đếm xỉa đến những kẻ biếu quà. May mà những người này đều sớm hay rằng Dương Lăng lần này đến đây chỉ mang theo một cô tỳ nữ xinh đẹp này, hơn nữa nghe nói mỗi tối nàng thường xuyên lén lén chui vào phòng Khâm Sai, ai còn dám đối đãi với nàng như thị nữ chứ. Giang Nam là địa phương đông đúc và giàu có nhất thiên hạ, những phú hào đó đều có gia tài ước vạn, đến thăm viếng sực đốc nội sường có quyền lực khuynh đảo triều đình, nào dám tặng lễ vật tầm thường. Tuy không dám nói là kỳ chân dị bảo nhưng những món quà biếu tặng cũng đều đắt giá vô cùng. Cao Văn Tâm đang ghi chép từng hạng mục, bỗng nhiên nha sai dẫn một thương nhân buôn muối vào. Không ngờ người này đem tặng bốn mỹ nữ, gồm hai người cao ly và hai người đông doanh. Bốn nữ tử này dáng điệu tuy không xinh đẹp bằng Cao Văn Tâm, nhưng vẻ phong tình ngoại quốc ấy lại quả thực rất mới mẻ. Cao Văn Tâm thực sự đã nổi giận, nàng mang bút lông xông thẳng vào phòng khách. Dương Lăng vừa mới tiễn một thương nhân buôn trà về, thấy nàng đang cầm bút lông, dáng điệu tức giận trông rất xinh đẹp, thì không khỏi cười hỏi: "Sao vậy? Ai lại chọc cô giận à?" Cao Văn Tâm chua chát đáp: "Lễ vật người ta tặng tiểu tỳ đều sai người đưa vào trong kho, giờ có người đến tặng bốn mó sống, tiểu tỳ không biết có nên đưa lên giường lão gia hay không, cho nên phải đến xin ý kiến lão gia." Dương Lăng đào trong mắt rồi cười nói: "Đưa lên giường tôi hả? Có phải có người đến tặng mỹ nữ không? Đi 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 đi, ra ngoài xem thử." Ý còn tưởng có người tặng mỹ nữ Giang Nam cho mình, khi ra ngoài nhìn thì lại là bốn nữ từ nước ngoài, đương nhiên nhận ra người đeo bọc vải nhỏ trên lưng là người Nhật Bản, bất giác ngẩn ra. Đang cung kính chờ đợi Khâm Sai đại nhân triệu vào gặp, vị thương gia buôn muối trông thấy bốn tay nhà sai đang vây quanh một vị công tử thiếu niên vận cầm bào đai ngọc đi ra. Vị mỹ nhân ghi chép sổ sách nọ đang cầm cây bút lông đi theo sau, môi cong như thoa mỡ thì biết người đi trước chính là Khâm Sai đại nhân. Gã không khỏi có cảm giác được yêu mến mà lo sợ, bèn quỳ xuống cười nịnh: "Thưa, thảo dân đỗ sách bái kiến Khâm Sai đại nhân." Dương Lăng nói: "Bản quan xuôi Giang Nam chỉ là tuần tra tình hình thuế khóa địa phương thôi, thực không muốn làm phiền đến danh liệu thần sĩ địa phương. Đỗ tiên sinh đang ba bộn bề lo toan mà vẫn đến thăm viếng, bản quan thẹn không dám cáng đáng." Tay thương gia buôn muối đỗ sách đó cười bồi đáp: Nào có, thảo dân may mắn gặp được đại nhân, đó là vận tốt của thảo dân. À, thảo dân nghe nói đại nhân đi đường mệt mỏi, mà ngay cả nha đầu sai vặt bên người cũng không có, cho nên đã cố công mua bốn tỷ tỷ tặng đại nhân để hầu hạ hàng ngày, xin đại nhân vui lòng nhận cho." Đứng bên cạnh, Cao Văn Tâm ho khan hai tiếng. Dương Lăng nghe thấy trong lòng cười thầm, y cũng không tính là sẽ xuống Giang Nam đem theo một đám mỹ nữ về biến nhà mình thành đại quan viên. Đang tính mở miệng từ chối khéo, y chợt nghe một giọng cười nói oang oang cất lên: "Thì ra là ông chủ họ Đỗ cũng đến rồi hả? Chạy còn nhanh hơn ta. Ông có tặng mỹ nhân thì cũng nên đặt cực vào một chút mới được. Nhớ khi xưa có vị tuyệt sắc gia nhân đến ta thấy mà còn mê mẩn, âm thầm trao lòng cho Dương đại nhân mà Dương đại nhân vẫn năm lần bảy lượt từ chối khéo. Sao đại nhân có thể để mắt đến mấy cô gái này?" Lời vừa dứt liền thấy một vị quan văn râu ria xồm xoàm, hai tay chắp sau lưng ưỡn bụng bước dài đến nơi. Dương Lăng ngước mắt nhìn, trông thấy đúng là huyện lệnh Mẫn Văn Kiến, một đao chém chết Vương Tử Thắt Đát ở Kê Minh khi xưa, liền vội chạy lên mấy bước nắm chặt tay lão mừng rỡ chào: "Mẫn đại nhân, đã mấy tháng không gặp, thật nhớ ông muốn chết." Mẫn Văn Kiến vẫn trực tính như xưa, chỉ là bụng đã bự hơn một chút, lão vội cựa khỏi tay y quỳ xuống làm lễ. Hạ quan Mẫn Văn Kiến ra mắt. Dương Lăng ngăn đỡ lão dậy trách:
Mẫn đại nhân của ta ơi, đến Giang Nam rồi, nhìn đại nhân nói chuyện cũng đã ra vẻ nho nhã, sao lại còn chú trọng đến những thứ lễ nghi rườm rà này nữa chứ? Nếu không có ơn trì ngộ của đại nhân, sao ta có tại hạ của ngày hôm nay? Đại nhân cũng đừng khách khí như vậy nữa. Mẫn Văn Kiên đứng thẳng người lên cười nói, lễ nghi nào nên chú trọng, vẫn cần phải chú trọng chứ. Từ lúc đại nhân đến kinh sư, thường có những tin tức khó tin lan truyền đến Giang Nam. Mẫn Mỗ nghe kể xong, lúc thì thấp thỏm lo lắng, khi thì lại vui sướng không thôi. Vốn dĩ còn tính chạy trọt khắp nơi để điều đại nhân đến Giang Nam. Giờ thực tốt quá, rốt cuộc đại nhân đã đến, nhưng lại không phải do Mẫn Mỗ điều động. Thực ra Đỗ Sách bước tới cười nói, hóa ra Diêm Vận Sứ đại nhân và Khâm Sai đại nhân là Cố Giao à? Thật kính, thật kính. Mẫn Văn Kiến nheo cặp mắt tròn như đậu xanh nhìn hắn rồi cười nói, sao? Có phải là cảm thấy kính nể bản quan rồi không? Lão lại liếc mắt sang bốn mỹ nhân ngoại quốc nọ nói tiếp, đừng bảo bọn họ ở đây nữa, người cũng không được xem như là một nhân vật khôn khéo. Không lẽ chưa từng nghe nói chuyện đương kim thiên tử hạ chỉ ban thiếp sao? Dương đại nhân có tầm mắt như thế nào? Mấy nhà đầu non nớt này lọt được vào mắt đại nhân ư? Dương Năng bật cười nói, Mẫn đại nhân đến Giang Nam mới có mấy tháng mà giờ đã xuất khẩu thành thơ rồi, thực sự khiến người ta phải dở mắt mà nhìn. Mẫn Văn Kiến nghe vậy thì cười tươi, không còn cách nào khác, không còn cách nào khác. Cả ngày nghe bọn họ nói những từ ngữ này cho nên lỗ tai đã cũng quen rồi, thế nào cũng phải nhớ được mấy câu. Dương Lăng vừa chuyện trò cùng lão vừa mời hai người vào trong phòng khách rồi kêu người dâng trà tiếp khách. Thật ra vị thương nhân buôn muối nọ còn buôn bán thứ khác. Lần này hắn đến Hàng Châu là để tiếp nhận một lượng hàng hóa lớn từ trong kinh do thuyền của Dương Lăng vận chuyển. Mắt thấy người đẹp mà mình đem tặng không hợp tâm ý của Khâm Sai đại nhân, nhưng cũng không thể cứ đến tay không một chuyến như vậy. Phải biết rằng bấu víu được vào gốc cây to này, sau này có chuyện gì chỉ cần đại nhân thuận miệng nói một câu thì hắn cũng được ích lợi không biết đến nhường nào. Nghĩ đến đây, ông chủ họ Đỗ lấy từ trong ngực ra một đôi khuyên tai trân châu, vốn là món quà lão mua từ Kim Lăng chuẩn bị tặng cho người thiếp xinh đẹp mà lão sủng ái nhất, hai tay dâng lên thưa. Là Thảo Dân lỗ mãng rồi, bốn cô gái này chốc nữa Thảo Dân sẽ dẫn đi, đôi khuyên tai trân châu này chính là chút lễ mọn, thực sự không tỏ được lòng kính trọng, đại nhân nhất định phải nể mặt cho. Đôi khuyên tai trân châu đó được chế tạo xinh đẹp tinh xảo, trân châu bóng tròn, chắc mẩy, kích cỡ đều đặn, màu sắc và ánh sáng thu hút người ta. Đặt trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng mượt mà thăm thẳm, vừa nhìn liền biết ngay nó là trân châu đắt giá vô cùng. Dương Lăng thuận tay nhận lấy rồi đưa cho Cao Văn Tâm, thấy nàng còn cầm bút liền cười nói, không cần ghi đâu, đôi khuyên tai này tặng cho cô đó. Cao Văn Tâm đỏ mặt liếc y một cái rồi nhanh nhẹn xoay người đi ra, vẻ vui mừng e thẹn hiện lên bất chợt ấy cực kỳ rung động lòng người. Ông chủ họ Đỗ bừng tỉnh thầm nhủ, thì ra Khâm Sai đại nhân mê luyến người con gái này, khó trách y không nhận mỹ tỳ mình tặng. Tư dung của vị cô nương này quả thực hơn bọn chúng không chỉ là một bậc. Hai người Dương Lăng chuyện trò một hồi về chuyện nhà chuyện cửa, tâm ý đã tặng xong, biết rõ rằng Khâm Sai đại nhân và Mẫn đại nhân xa cách nhau lâu ngày mới gặp, ắt có nhiều chuyện muốn thổ lộ, cho nên Đỗ Sách ngồi một lát thì đứng dậy cáo từ. Tiễn Đỗ Sách về xong, Dương Lăng và Mẫn Văn Kiến quay lại chỗ ngồi, Mẫn Văn Kiến mời. Đại nhân, lần này xuôi nam nhất định ngài phải tranh thủ đến Hải Ninh một chút đấy, khoảng cách không quá xa, đến khi ấy đến ta cũng được tận lễ chủ nhà. Dương Lăng cười đáp, nếu có cơ hội tại hạ nhất định sẽ đi. Mà đại nhân ở Hải Ninh mọi thứ vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, sự giàu có và sung túc nơi đây còn đâu phương Bắc mới sánh bằng, có điều quân đội nơi này so với biên quân của chúng ta thực thua kém quá xa. Nghe nói bây giờ phía bên kia biển, chư hầu các nơi của Nhật Bản đang làm loạn, thường có một vài võ sĩ và lãng nhân thất tế không trốn đường thân, bèn cấu kết với một số thuyền buôn đi đến chỗ của chúng ta cướp bóc khắp nơi. Còn bà nó chứ, không ngờ lại còn có một đám gian thương cường hào lưu manh hải tặc của địa phương bật báo tin tức cho bọn chúng dẫn đường bọn chúng, thậm chí còn trực tiếp tham gia cướp bóc. Ta vừa đến Hải Ninh, gặp đúng lúc phái giả qua đến tập kích quấy rối, may mà bản thân Diêm Vận Ti có đội ngũ hộ tống hơn 300 người, sức chiến đấu còn phải mạnh hơn Quan Minh một chút. Bọn giặc qua đó lại không đông, bị ta dẫn người ra sức giao huấn những tên danh đó một trận. Một cây đại khảm đao đã chém chết hơn 20 tên, hiện không còn thấy bọn chúng dám đến Diêm Vận Ti của ta sinh sự nữa. Dương Ngân lại một lần nữa nghe đến hai chữ giặc qua này thì không kềm lòng được bèn chú ý. Thế lực của những tên giặc qua này lớn mạnh lắm sao? Mẫn Văn Kiến cười khinh thường. Sức chiến đấu không bằng giặc Thát, nhân số lại chỉ là một đám giặc lang thang, có điều đường biển quá dài, khó đề phòng cho xuể. Hơn nữa, quân đội nơi đây quá yếu, thông thường một đám giặc oa khoảng 100 tên đổ bộ thì đã đủ để tung hoành ngang dọc rồi. Ta nghe nói chư hầu ở các nơi Nhật Bản đang đấu đá tranh quyền lẫn nhau, trong tay đều thiếu bạc.
cũng như là có chư hầu từng muốn thông thương buôn bán với đại minh chúng ta. Đáng tiếc số lượng bến cảng thương mại và hàng hóa giao dịch mà chúng ta cho phép lại quá ít, không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn chúng. Bọn chúng chó cùng rứt dậu, bèn tổ chức luôn nhân mã rồi cấu kết với đám thương gia phạm pháp âm thầm buôn lậu. Nhược bằng bị thủy quân truy đuổi, không buôn bán được thì đổi nghề chuyển sang làm cường đạo. Bọn chúng đến rồi đi ngay, trốn vào biển khơi, chúng ta thật không làm gì được bọn chúng. Dương Lăng máy động trong lòng, thầm nghĩ. Thì ra trong những hải tặc này, có kẻ vì muốn làm ăn buôn bán hợp pháp, không được mới đổi nghề làm hải tặc. Trước kia chỉ nghe nói giặc Oa tham lam tàn bạo, thường xuyên cướp bóc dân chúng vùng duyên hải, chứ chưa hề được nghe ai nói đến nguyên nhân này. Dương Lăng khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Muốn giải quyết những vấn đề này, xem ra phải thực hiện song song việc khơi thông và ngăn chặn mới được. Một mặt tăng cường sức mạnh quân sự, khiến bọn chúng phải e dè, không dám tùy tiện xâm phạm, mặt khác còn phải mở cảng thông thương, hợp pháp, chủ động làm ăn buôn bán với chúng, đôi bên cùng có lợi, có gì là không tốt. Những hải tặc đó chỉ dựa vào cướp bóc thì có thể cướp được bao nhiêu thứ từ trong tay dân chúng chứ? Đa số chỉ đủ trám miệng bọn chúng mà thôi. Nếu thấy rõ những lợi ích có thể kiếm được, ắt những kẻ này sẽ lắc mình biến thành thương nhân ngay. Nói đến đây, Dương Lăng chợt ngậm miệng. Chỉnh đốn quân đội là việc nội sườn làm được sao? Mở cảng thông thương, văn thần trong triều không gật đầu, chính sách này có thể thực hiện à? Chỉ quyền lực và quan hệ không thì không đủ, còn phải thay đổi tư tưởng và nhận thức của mọi người, còn quá nhiều điều kiện chưa chín muồi. Toàn bộ những thứ này dứt khoát không phải là những điều mà hiện giờ y có thể làm. Y có cơ hội và thời gian đi làm mấy việc này sao? Bần Bần Kiến nghe nhưng mà không hiểu những thứ này, thấy y nhíu mày lo lắng cho dân chúng Giang Nam, bèn vội cười nói. Đại nhân không phải lo lắng, giặc Oa phần lớn đến từ biển muốn đổ bộ ắt phải dựa vào sức gió, cho nên mùa nào nổi gió đi. Lúc nào giặc Oa lên bờ, phần lớn đều phải theo quy luật, có muốn thay đổi cũng không được. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng thì bọn chúng sẽ không dấy lên được bao sóng gió đâu. Cùng lắm chúng chỉ cướp đoạt ít làng trài, cũng không có bao bản lĩnh. Thông thường là giữa tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10 hàng năm là những tháng thích hợp để đi thuyền vượt biển. Lúc đó giặc Oa sẽ chạy đến cướp bóc. Trước khi đến Tam Đại Nhân, ta đã sai quan binh Diệp Bận Ti tăng cường phòng bị. Chỉ cần qua 2 tháng này, bọn chúng có muốn đến nữa cũng phải đợi đến tháng 4 năm sau thôi. Dương Lăng và Mẫn Vân Kiến đang tán gẫu, Trịnh Bích Hộ chạy vào thưa. Khải bẩm Sừng Đốc Đại Nhân, mà công công đã chuẩn bị xong kiệu xe, mời đại nhân cùng đến núi Sư Tử khảo sát. Dương Lăng nghe vậy đứng lên, anh ái nói. Mẫn đại nhân và tại hạ xa cách từ lâu mới gặp lại, đáng lý tại hạ nên bày rượu cùng đại nhân chuyện trò cho thỏa thích một phen. Chỉ là hôm nay tại hạ đã cùng Mạc Công Công thỏa thuận sẽ cùng đến núi Trà tuần tra, không biết Mẫn đại nhân trọ ở nơi nào, đợi tối nay tại hạ trở về lại sẽ cho người mời đại nhân đến, chúng ta cùng nhau nâng chén không say không về. Mẫn đại nhân cười hào sảng đáp. Với giao tình của hai ta, đại nhân còn nói những lời khách sáo này làm gì? Có điều đại nhân đường xa xa xôi đến đây, muốn gặp mặt một lần không dễ, cho nên ta mới tranh thủ thời gian chạy đến. Cha già bệnh tình nguy kịch, Diễm Mận Sứ đại nhân đã xin phép nghỉ về quê, ta thực không dám gác lại công việc quá đâu, cho nên hôm nay sẽ phải chạy về rồi. Nếu đại nhân có thể đến Hải Ninh tuần tra, chúng ta sẽ lại uống thỏa thích một phen. Dương Lăng hồ hởi, được, khó có dịp đến Giang Nam một chuyến, tại hạ nhất định sẽ đến Hải Ninh. Mẫn Vân Kiến chợt nhướng mày cười rào quyệt. Đã biết khó có dịp đến Giang Nam một chuyến, vậy có đi Kim Lăng không? Dương Lăng ngẩn ra. Nam Kinh, lần này tuần thị thuế khóa Giang Nam hình như không cần đi Nam Kinh thì phải. Y vừa đáp, vừa thầm nghĩ trong lòng, đi đến đó làm gì nhỉ? Vương Quỳnh đang ở Nam Kinh, tuy rằng lão già ấy hận mình đến thấu xương, nhưng thực ra bản tính không tệ, mình cũng không muốn làm khó lão, nhưng nếu đi đến đó, khó tránh khỏi phải chạm mặt lão. Con trai lão chết trong tay mình, đến lúc gặp lão cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Còn về phần Mã Liên Nhi... Mẫn Vân Kiến cười hắc hắc đáp, lộ trình không quá xa, thật ra là nhín chút thời gian, đại nhân cũng có thể đi thăm Kim Lăng một chút. Lão mỉm cười nói tiếp, lúc ta vận chuyển mối đến Nam Kinh đã từng tình cờ gặp ái nữ của Mã Dịch Thừa, cô nàng đó thực sự là nghĩa nặng tình sâu, đại nhân à, nếu đại nhân phụ người ta, ngay cả ta cũng sẽ nhìn không vừa mắt đâu. Lão vừa nói vừa rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy đã được gấp lại, nhét vào trong tay Dương Lăng. Đây là nơi ở của nàng ấy, ta đã hết lời trong chuyện này rồi, đi hay không, đại nhân hãy tự quyết định. Xử lý xong việc này, dường như Mẫn Văn Kiến hết sức vui vẻ, toét miệng cười đắc chí. Dương Lăng tiên lão ra khỏi cổng, trông thấy trước cổng đã có hai kiệu ngựa đang đậu. Trịnh Bách Hồ dẫn thêm một ít nha sai, còn có Thúy Lại và một ít nô bộc của Mạc Phủ đang đứng bên ngoài. Dương Lăng cáo từ Mẫn Văn Kiến, dõi theo chiếc kiệu của lão đi từ xa, y đứng dưới bức tường xanh mọc đầy dây leo, ngắm nhìn liễu xanh sông biếc cạnh bờ tường, ngẩn ngơ vuốt ve mấy miếng giấy trong tay thật lâu.
Bồi hồi y dường như là nhìn thấy một người con gái xinh đẹp mặc đồ trắng thướt tha mờ ảo, yêu điệu mảnh mai như một đoá thực dược, nhẹ nhàng bước ra từ trong nước, khuôn ngài ẩn chứa mối thâm tình đang đi về phía y. Dáng đi thong thả ấy, cử chỉ không chút nào không quyến rũ ấy khiến cho người ta phải thất thần. Quân tử minh nguyệt, ngã tự vụ, vụ tùy nguyệt ẩn không lưu lộ, trích duyên cảm quân nhất hồi cố, ngã tiện tư quân triều giữ mộ, hồn tùy quân khứ thiên nhai lộ, y đái tiệm khoan bất giác khốc, tích thán niên hòa như triều lộ, hà thời hàm nên xào quân ốc, tam thập lục luân minh nguyệt hậu, đường vì quân tác nghe thường vũ. Dịch thơ là: thiết tựa mù răng tràng tựa trăng, trăng lặn mù tan đọng sương lan, cảm lòng chàng một phen ngóng lại, tim này nhớ ai bao ngày sang, hồn theo chàng đến cuối chân trời, thân gầy áo rộng lệ tuôn rơi, xuân xanh tàn tận giường sương sớm, khi nào hội ngộ hỡi người ơi. 36 mùa trăng tỏ sẽ qua, sẽ múa chàng khúc nghe thường ca. Dương Lăng khẽ ngâm hết câu thơ cuối cùng, nghĩ đến 36 mùa trăng tỏ sau, mình và Mã Liên Nhi sớm đã người ma hai ngả, đôi đường ly biệt, thì trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi ai. Y dằn lòng, vo chặt mảnh giấy ghi nơi ở của Mã Liên Nhi lại. Đang định thuận tay vứt xuống sông, chợt nghe bên cạnh có tiếng người vỗ tay khen. Thơ hay, nếu như tỷ chức đoán không sai, đây hẳn là của một vị cô nương đa tình tặng cho đại nhân thì phải. Dương Lăng quay đầu lại nhìn thấy Mạc Thanh Hà đang đứng bên cạnh, vỗ tay mỉm cười. Vị phu nhân xinh đẹp muôn vẻ phong tình cũng đứng cạnh bên, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ, hiển nhiên là tán thưởng vô cùng. Phong tục tập quán Giang Nam cởi mở, khác xa với kinh thành phương Bắc. Vị phu nhân này của Mạc Thanh Hà cũng không quá kiêng kỵ. Lão gia nhà mình muốn đi đến núi Sư Tử, nàng ta liền tiễn ra đến cổng. Vừa nghe thấy Dương Lăng ngầm thờ, nàng không khỏi tán thưởng, cười nói với Mạc Thanh Hà. Lão gia, từ sau khi nghe được bài thơ Đào Hoa Am do tài tử Dương Dần của Tô Châu sáng tác ở Biệt Viện Đào Hoa, vào tháng 6 năm nay, thiếp thần đã không còn nghe được bài thơ hay nào có ý cảnh như vậy nữa. Nếu như Dương đại nhân không chê, có thể cho phép thiếp thân chép bài thơ này lại hay không? Mạc Thanh Hà trao mày vờ trách. Trở nên vô lễ, sao lại để cho đại nhân khó xử như vậy? Dương Lăng cười nói, về này không sao. Y vừa nói vừa thuận tay cất miếng giấy nọ vào ngực rồi tiếp. Đợi bản đốc và Mạc đại nhân từ trên núi trở về, sẽ đọc lại cho phu nhân nghe là được. Trước mặt vị thái giám có vợ này, Dương Lăng không tiện gọi hắn là công công, bèn đổi gọi thành đại nhân. Vợ chồng Mạc Thanh Hà nghe xong, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Mạc phu nhân tươi cười duyên dáng nói, khi nãy thiếp thân chỉ chú ý đến ý cảnh trong thơ, chưa nhớ hết lời, chỉ cần đại nhân ngâm lại một lượt, thiếp thân liền sẽ nhớ ngay. Dương Lăng kinh ngạc nhìn nàng ta, không ngờ người con gái này học thức uyên bác, có khả năng xem qua là nhớ, thế là y liền đọc lại bài thơ một lượt. Mạc phu nhân chăm chú lắng nghe, sau đó không nén được vui mừng vỗ tay, thiếp thân đã nhớ rồi, giờ thiếp thân sẽ về chép lại. Nói đoạn nàng cũng không cáo biệt, dịu dàng như là hoa xuyên liễu phớt, hạnh phúc dẫn hai nha hoàn quay trở vào phủ. Mạc Thanh Hà chỉ biết nhìn theo bóng lưng của nàng cười, rồi nói với Dương Lăng. Tiền thiếp trước giờ vẫn luôn không biết lễ phép, khiến đại nhân chê cười rồi. Dương Lăng nói, thằng tính mà làm ấy là chân nhân, tôn phu nhân tính tình bộc trực không hề có tâm cơ, như vậy có gì là không tốt. Bản quan phải tiếp với mấy vị khách nên ra hơi trễ, đã phiền đại nhân phải đợi lâu, giờ chúng ta đến núi Sư Tử đi dạo thôi. Mạc Thanh Hà nghe ý nói đi dạo núi Sư Tử thì không khỏi cười lớn, hai người cùng lên kiệu ngựa. Dương Lăng dẫn theo 120 nha sai, Mạc Thanh Hà cũng mang theo 40 viên thuế lại, cùng chạy về phía núi Sư Tử. Hàng Châu có Tây Hồ trong veo trang nhã, có bờ Phú Xuân trong xanh gợn sóng, có dòng Tiền Đường thủy triều lên thủy triều rút, có núi Nam Ngô, Bắc Cô, phong cảnh rất nhiều. Thật ra quang cảnh của Hàng Châu chủ yếu nằm ở những lâm viên và cảnh quan nhân văn của vùng Giang Nam êm dịu. Có rất nhiều cảnh vật tự nhiên nhưng mang nặng dấu ấn của con người. Nếu bỏ lớp ý cảnh đó đi thì cũng sẽ không còn gì hay ho nữa. Chẳng hạn như ngôi mộ cổ của Tô Tiểu Tiểu bên cạnh Tây Hồ, nếu không phải vì nàng là danh kỹ Giang Nam phong lưu thiên cổ, có nhiều câu thơ yêu mỹ như U Lan Độ, Như Đề Nhãn, Vô Vật Kết Đồng Tâm, Yên Hòa Bất Kham Tiễn, Thảo Như Nhân, Tùng Như Cái, Phong Vi Thường, Thủy Vi Bội, được văn nhân Mặc Khách lưu lại thì chỉ nhìn phần mộ đó thôi cũng sẽ chẳng thấy ý vị gì. Quang cảnh Hàng Châu vốn không phải theo kiểu nhìn núi ra thơ, núi Sư Tử lại hết sức tầm thường,
Trong con mắt của mọi người đã quen nhìn những ngọn danh sơn trên thế giới như Dương Lăng, nó càng cực kỳ nhạt nhẽo vô vị. Nhưng chính trên mỏm núi trông hết sức tầm thường này lại sản xuất ra cái thứ trà ngon Long Tình vang danh thiên hạ. Ở Tô Hàng, núi Hồ Khâu vì suối mà có tiếng, ngọn Phi Lai vì linh ẩn tự mà nổi danh, ngọn Sư Tử Sơn này chính là vì nhờ trà Long Tình mà vang danh thiên hạ. Khi Kiều Quan vừa lên núi, sớm đã có viên thuế giám phụ trách trông coi núi này dẫn người chạy vội ra nghênh đón, đưa hai vị đại quan này vào căn nhà gỗ được xây dựa sườn núi. Dương Lăng ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng tre, cười ha ha. Tháng này nếu ở phương Bắc thì sớm đã có gió hiu hiu, cây cối điêu linh rồi. Nơi này lại vẫn có cỏ cây xanh ngát, hơn nữa khí trời vẫn còn thiêu đốt như vậy. Mạc Thanh Hà đáp, ở Giang Nam, sông nước hãy coi như là còn mát mẻ, xuôi nam vào trong nội địa một chút sẽ càng nóng bức hơn. Người đâu rồi? Mau dâng trà ngon lên cho đại nhân giải nhiệt coi. Dừng là nghe hai chữ trà ngon thì không khỏi âm thầm cười nhạt, y giờ bọc trà nhỏ cất trong người, chỉ đợi nước trà được bưng lên, nếm thử tư vị sẽ liền hỏi rõ Mạc Thanh Hà trước mặt mọi người. Có điều y có ý định thu phục Mạc Thanh Hà nên cũng không muốn làm quá, chỉ muốn răn đe áp bức một chút khiến hắn thần phục là được. Một người con gái hái trà mặc áo màu xanh ngọc, váy vải hoa bằng sáp nhạt màu, eo thon, thắt dây đai màu đen, tóc buộc khăn vải trên gương mặt, mang một nụ cười dịu dàng, nhẹ bước vào phòng, nhanh nhẹn pha một ấm trà rồi dâng cho Dương Lăng và Mạc Thanh Hà mỗi người một chén. Dương Lăng lưng chén trà lên, thấy lá trà vẫn đang xoay tròn trong nước như lưỡi con chim sẻ. Y liếc Mạc Thanh Hà rồi thong thả ung dung đưa chén lên mỗi người thử, không khỏi lại ngẩn ra. Mùi vị của trà này thơm nức mũi, giống hệt như mùi vị của loại cực phẩm hoàng gia mà lúc ở trấn Thượng Hải y đã thưởng thức. Mạc Thanh Hà giấu riêng trà ngon, trà cung phụng cho cung đình so với thứ này kém hơn rất nhiều. Hôm nay ở trước mặt bị khâm sai từ trong kinh đến để điều tra như mình, mán lại không hề biết kiêng kỵ, thản nhiên dâng lên loại trà này. Chẳng lẽ hắn không sợ mình phát giác ra sự khác thường, hạch tội hắn khi quân sao? Dương Lăng thoáng ngẩn người, ngước mắt nhìn Mạc Thanh Hà đang mỉm cười chờ y thưởng thức mùi vị, không dằn lòng được bèn hỏi. Mà đại nhân, trà này của đại nhân mùi hương ngào ngạt thấm tận tâm can tỳ phế, quả thực là cực phẩm. Có điều, khi ở trong kinh, bản đốc cũng đã từng uống ngự trà trong cung, cái trà tiến cống mà hoàng thượng uống so với trà này của ngài kém hơn không chỉ một bậc. Không biết Mạc đại nhân giải thích như thế nào? Mà Thanh Hà kinh ngạc nói, Khâm gia đại nhân đã từng uống loại cực phẩm hoàng gia rồi ư? À, đúng rồi, Dương đại nhân là thần tử đắc lực bên cạnh hoàng thượng, đương nhiên là có cơ hội thưởng thức trà tiến cống cực phẩm rồi. Hắn nói xong bèn mỉm cười khoát tay ra hiệu cho cô gái hái trà và đám thuế lại, trà giám của đình sư tử lui hết ra ngoài. Trịnh Bách Hộ trần trừ đưa mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng lại không tin Mạc Thanh Hà sẽ vì chuyện này mà dám công nhiên gây bất lợi cho mình. Huống hồ những người mà mình dẫn theo, ai nấy đều võ nghệ siêu quần, nhân thủ cũng hơn xa số người của Mạc Thuế Giám. Vì thế ý tùy ý khoát tay, lệnh cho Trịnh Bách Hộ dẫn người đi ra. Mạc Thanh Hà cầm chén trà lên, thong thả thổi qua những hoa trà đang trôi nổi trong chén tàn ra. Chậm rãi hớp một ngụm trà tỉnh rồi mới mỉm cười nói. Trà này của ti chức so với loại cực phẩm hoàng gia được tiến cống kỳ thật còn ngon hơn một bậc. Khó trách đại nhân nếm xong lại sinh nghi. Có điều đây cũng không phải là bí mật gì, người trong nghề đa phần đều biết chuyện này. Ồ, Dương Lăng xoay nhẹ chén trà nghi hoặc. Trà tiên cống chẳng phải là loại trà ngon nhất à? Vì sao trà Long Tình của Tây Hồ cung phụng hoàng gia đại nội lại không bằng loại trà mà ông đang giữ lại vậy? Mà Thanh Hà cười lớn. Đại nhân có điều không biết. Trà này chỉ có sản xuất ở mấy ngọn núi gần đây mới là trà cực phẩm chính tông. Lá trà ngon nhất bị ảnh hưởng rất lớn bởi khí hậu. Cho dù năm nay mưa thuận gió hòa, khí hậu thích hợp, có thể sản xuất ra một ít trà ngon cực phẩm, nhưng vận chuyển đường dài, gặp phải mưa dầm liên miên, mùi vị cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Bởi vậy loại trà dâng cho hoàng thượng uống cần phải có mùi vị ổn định, phẩm chất như nhau, trà tiến cống không yêu cầu phải ngon nhất, chỉ cần ổn định nhất là được. Bằng không nếu như năm nay hoàng thượng uống thấy mùi vị khác biệt, năm sau mùi vị lại hơi khác đi, cho rằng kẻ dưới làm việc không tốt, truy cứu xuống thì chỉ có đem chém toàn bộ người ở vườn trà này cũng sẽ không sinh ra trà mới đâu. Hắn lại tiếp tục giải thích. Đây không phải là kẻ dưới bất kính với hoàng thượng mà thực sự là không có biện pháp giải quyết. Trong kinh thỉnh thoảng vẫn có người dùng nhận thấy sự khác biệt giữa hai loại trà này, nhưng cũng chỉ cho rằng là do trà mới được hái cho nên có mùi vị ngon hơn, sẽ không vì vậy mà sinh nghi. Ti chức hết sức kính ngưỡng Dương đại nhân, do đó không dám giấu giếm. Đương nhiên danh tiếng thương cảm cho bá tánh của Dương đại nhân thì chức đã nghe từ lâu, cho nên cũng không đành che giấu. Dương Lăng nghe mà ngỡ ngàng.
Ý cứ tưởng Mạc Thanh Hà giấu giếm trà ngon làm của riêng là vì trục lợi cá nhân, không ngờ bên trong lại có lý do này. Mạc Thanh Hà cười khổ nói, đại nhân à, những kẻ hầu hạ bên dưới như chúng tôi đây, dựa vào thân phận sai dịch cho hoàng thượng để giữ võ dương ngoài, người người đều cảm thấy oai phong vô cùng. Nào có ai biết muốn bình an vô sự, chúng tôi cũng phải lao tâm khổ tứ chứ. Hắn lại thở dài một hơi rồi nói, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngoài việc không dám tiến cống trà, không biết được phẩm chất ngon hay kém, do bị ảnh hưởng của thời tiết, chúng tôi thực không dám giấu làm của riêng. Ngân lượng chúng tôi có được từ việc bán loại trà ngon cực phẩm này đều dựa theo số lượng mà nộp lên kinh sư. Đương nhiên cũng không tránh được phải trích ra một ít biếu tặng cho quan trên. Vương Công Công và mấy vị thủ lĩnh của ti lễ giám trong kinh, mỗi năm ti chức đều phải biếu kính chục cân trà ngon. Giờ đây ti chức thuộc sự quản hạt của đại nhân, thành thật bẩm báo, vẫn mong đại nhân thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới, thông cảm với những khó khăn của đám nô tài chúng tôi đây. Dừng là nghe vậy cười khổ không thôi. Vốn tưởng là một vụ án khi quân to tát, hóa ra lại là một quy củ lớn được ước định mà thành trên quan trường, phàm là cống phẩm không thể đảm bảo chất lượng để cung ứng, thà giảm yêu cầu chất lượng của nó cũng không cung phụng cho đại nội, tránh để mặt rồng nổi giận, ngược lại sẽ không hay. Có điều Mạc Thanh Hà thẳng thắn bẩm báo như vậy cũng khiến y có nhiều hào cảm hơn. Bất luận Mạc Thanh Hà giả vờ thật thà hay là tâm tư bộc trực, ít nhất cũng chứng minh rằng hắn xác thực có ý muốn dựa vào mình. Dương Lăng cười ha ha, nâng chén hướng về phía Mạc Thanh Hà nói. Đại tà Mạc đại nhân thẳng thắn nói cho hay, tháo gỡ nghi hoặc trong lòng tại hạ. Dương mỗ cũng hầu hạ quân chủ, đương nhiên hiểu được nỗi khổ của các vị. À, này đã biết được đầu đuôi trong đó, dĩ nhiên là sẽ không trách móc. Sau khi nghe xong tình hình do Liệu Bưu báo cáo, Dương Lăng đã quyết định sẽ khai đào lập oai với thuế giám chấn phủ Viên Hùng. Chỉ là vụ trà tiến cống của Mạc Thanh Hà vẫn luôn là mối tâm bệnh vướng mắc trong lòng y. Này đã biết được tường tận tình hình, y cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai người uống trà trò chuyện, cảm tình đôi bên cũng thân thiết hơn không ít. Sau khi đi hai vòng trong vườn trà trên sườn núi, xem như đã hoàn thành sứ mệnh thị sát. Lúc hai người lên kiệu xuống núi, Mạc Thanh Hà bỗng đưa tay lên vẫy, thuế giám trông coi vườn trà vội vàng dẫn mấy người khiêng hai chiếc dương nhỏ sang. Dương Lăng nghi hoặc hỏi, đây là... Mạc Thanh Hà cười nịnh, đại nhân, trên núi này, ngoại trừ lá trà, thực sự không có thứ gì đáng giá cả. Trong một chiếc dương này là 10 cân trà xuân long tình cực phẩm, xin đại nhân cầm về thưởng thức. Nếu vụ thu hoạch trà năm sau gặp vài thời tiết không tốt, đại nhân sẽ không thể uống được thứ trà ngon như vậy đâu. Dương Lăng biết nếu bây giờ đem loại trà xuân cực phẩm chân chính như vậy ra chợ bán cho phú hảo Giang Nam, một lạng trà phải có giá 10 lượng bạc. Một dương trà còn con này là giá cả ngàn lượng bạc. Uống một ngụm e phải bằng phần ăn cả một tháng của bá tánh bình thường, thực sự là hơi quá xa xỉ. Có điều nếu trước đây mọi người của ti lễ giám đều đã quen tiếp nhận, bây giờ Mạc Thanh Hà vẫn chưa quy thuận, nếu như không nhận khó tránh sẽ khiến cho hắn sinh nghi, thế là y bèn tùm tìm gật đầu. Mạc Thanh Hà xoa tay nói, còn chiếc dương này bên trong là 4 chiếc gối uyên ương, lá trà trong gối tuy không phải là loại trà xuân cực phẩm hoàng gia nhưng cũng là loại trà ngon hạng nhất. Một khi gối lên, mùi trà sẽ lan tỏa khắp người, lòng thanh mắt sáng, giúp ngủ ngon tốt nhất. Xin tặng cho đại nhân và phu nhân. Dương Lăng nghe nói là gối trà thì rạng rỡ mặt mày. Gối trà này hương thơm nức mũi, ba nhà đầu trong kinh nhất định là sẽ thích lắm. Nhưng vừa nghe nói đến số lượng thì lại thoáng ngẩn ra. Nếu là gối uyên ương vậy Ấu Nương, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi cộng lại mới chỉ có 3 người. Hắn tặng 4 cái là có ý gì? Chẳng lẽ việc này cũng coi trọng tặng lễ theo cặp ư? Dương Lăng ngước mắt nhìn, thấy trong mắt Mạc Thanh Hà ngậm cười, mặt bèn chợt nóng lên. Biết rằng hắn đã nhận định Ca Văn Tâm sớm muộn gì cũng sẽ được mình cưới về làm thiếp, y cũng không có cách nào giải thích, chỉ đành ậm ừ ưng thuận. Sai người nhận lấy 2 chiếc dương, sau đó sai người khởi kiệu rời khỏi núi Sư Tử. Rời khỏi miệng núi, đầu tiên phải đi qua một thôn nhỏ mới có thể rẽ sang đường lớn về thành. Dương Lăng đang ngồi trong kiệu, chợt nghe phía trước có tiếng người quát mắng, vội vén rèm kiệu lên nhìn. Chỉ thấy hai tên thuế lại đang giờ dòi đuổi đánh một đứa bé ăn mặc rách rưới, nhìn cũng chỉ khoảng 10 tuổi, liền giận dữ quát một tiếng, dừng tay. Hai tên thuế lại kia đang say sưa quất roi, hoàn toàn không nghe thấy. Trình Bách Hộ đi bên cạnh kiệu liền phóng tới một bước, chụp lấy roi ra trong tay tên thuế lại, đẩy một cái khiến cho hắn lảo đảo quát lên, đại nhân có lệnh, ngươi không nghe thấy à? Tên thuế lại đó quay đầu lại, nhìn thấy Dương Lăng đã xuống kiệu, bộ mặt hung thần ác sát lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười xiểm nịnh, gật đầu khom lưng đứng sang một bên. Mạc Thanh Hà cũng xuống kiệu ngựa, vội vã chạy qua. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Lăng thấy đứa bé đó đã lùi về bên một sạp trà, trông nó hết sức ốm yếu, thân thể gầy gò, để lộ một cái đầu hơi quá khổ, đôi mắt to hiện lên vẻ lanh lợi cứng cỏi. Có điều quần áo lại rách rưới, thân thể và mặt mũi trông rất bẩn thỉu.
Dương Lăng bước tới ngồi xổm xuống đặt tay lên vai thằng bé, chỉ cảm thấy da bọc xương gầy đến thảm thương. Y ôn hòa hỏi, tiểu huynh đệ, đệ không phải là người bản địa, người nhà đệ đâu rồi? Dương Lăng vừa bước tới phía trước, Trình Bách Hộ đã dẫn bốn tay nhà xài đuổi theo sau. Thằng bé đó trông thấy năm đại hán oai phòng lẫm liệt, tay cầm đơn đao sau lưng, thì co rúm người lại, không dám trả lời. Dương Lăng quay đầu lại nhìn, nhíu mày. Chỉ là một đứa bé, còn sợ bản quan bị hành thích sao? Đừng dọa thằng bé, các người lùi ra chút đi. Trình Bách Hộ vội dẫn người lùi xa mấy bước, mà Thanh Hà cũng bước qua, ngồi xổm xuống, ôn tồn cười nói. Nhóc con, vì đại nhân này là người tốt, đại nhân hỏi thì ngươi phải trả lời đàng hoàng, đại nhân mà cao hứng sẽ thưởng ngươi mấy văn tiền để mua mấy cái bánh bao thịt lớn ăn đó. Thằng bé vừa nghe nói đến bánh bao thịt thì cặp mắt liền sáng lên, nó nuốt một ngụm nước bọt rồi mới ấp úng. Đại lão gia, cháu tên là Ôn Tiểu Hoa, là người ở trấn Tư Khẩu, khi đã đói bụng, trông thấy cây bên đường có quả dại cho nên định hái mấy trái xuống ăn. Vì đại gia đó, ông ta lấy roi đánh cháu. Dương Lăng nhìn sang Mạc Thanh Hà, mà Thanh Hà nhíu mày. Trấn Tư Khẩu à? Đó là địa giới Tô Hàng, mà đứa nhỏ như ngươi một mình chạy đến nơi này sao? Người nhà của ngươi đâu? Thằng bé rụt rè gật đầu đáp. Ừ, người nhà cháu đều chết cả rồi, cháu phải đi ăn xin khắp nơi để sống qua ngày, đi hoài đi mãi thì đến nơi này. Dương Lăng hỏi, thế nào mà người trong nhà đều không còn vậy? Nơi nào đã xảy ra ôn dịch sao? Mà Thanh Hà lắc đầu, chưa từng nghe nói có ôn dịch. Đứa nhỏ, nói cho ta biết, người trong nhà ngươi làm sao mà chết hết vậy? Thằng bé chớp đôi mắt to rụt rè đáp, ruộng nhà cháu ở kế bên sông, tháng năm rồi nổi lụt ngập hết cả ruộng, cha cháu bán nhà vào thành làm chút buôn bán nhỏ, nhưng mà vào thành cũng bị thu thuế, cha lén trèo tường nên té bị thương nhẹ, mẹ cháu mới bán ruộng để chữa thương cho cha, nhưng bọn người lùn lại kéo đến cướp tiền và đồ của nhà cháu, giết hết cha mẹ cháu, cháu phải đi ăn xin khắp nơi. Dương Lăng nghe mà cảm thấy xót xa trong lòng. Lúc này, ông già mở quán trà bên đường nhận ra Mạc Thanh Hà thì không nén được mừng rỡ kêu lên, ngài là Mạc gia, Mạc đại thiện nhân. Mạc Thanh Hà ngẩn ra, hỏi ngược lại, ông nhận ra ta hả? Lão hán đó hưng phấn reo lên, nhận ra chứ, mùa đông năm ngoái Mạc gia bố trí cháo trong thành, lão đây đã từng đến trước phủ ngài xin miếng ăn đó. Cái đứa nhỏ không cha, bị trương quả phụ thôn chúng tôi tái giá bỏ rơi. Đứa nhỏ tên là Thủy Sinh, không có ai nuôi đó. Không phải Mạc gia đã nhận nuôi sao? Lão đây còn nhớ ngài mà. Đứa nhỏ này thực sự là đáng thương, lại có vẻ lanh lợi, không bằng Mạc gia ngài dù lòng thương thu nhận nó đi. Dương Lăng nhìn Mạc Thanh Hà lấy làm bất ngờ. Mạc đại nhân, không hổ được gọi là thiện nhân, hóa ra không chỉ bố thí cháo cứu người mà còn thu dưỡng cô nhi. Mạc Thanh Hà chưa kịp nói mấy câu khiêm tốn, ông già nọ đã cười lớn, nói tiếp. Mạc gia là người tốt, thành Hàng Châu ai mà không biết chứ. Mạc gia đã thu dưỡng mấy chục đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Thằng bé này hôm nay gặp được ngài, thật đúng là phước đức tổ tiên. Mạc Thanh Hà nghe lão ta khen ngợi mình trước mặt Dương Lăng, dường như hơi không được thoải mái lắm, vội nói. Được rồi, kêu ông lão này. Hắn quan sát thằng bé tên là Ôn Tiểu Hoa mấy lượt, rồi khẽ gật đầu nói. Được rồi, ngươi hãy đi theo ta. Thế nào, ta sẽ tìm một chỗ cho ngươi. Có ăn, có uống, còn có thể học chút nghề. Thằng bé rất lanh lợi, nghe xong vội vàng quỳ xuống, vui mừng phấn khởi đáp. Tạ ơn đại lão gia, chỉ cần có miếng ăn, ngài sai cháu làm gì cũng được. Mà Thanh Hà không ngại nó bần thiểu, vừa cười lớn vừa xoa đầu nó, sau đó quay đầu gọi quản gia. Lão Lý, mang thằng bé này theo. Có mang theo thứ gì ăn không? Cho nó một chút lót dạ đi. Dương Lăng cùng hắn trở về, vừa nói. Mà đại nhân đã thu nhận mấy mươi cô nhi à? Đây thật là việc đại thiện đó. Có điều trong phủ nuôi dưỡng nhiều con nít như vậy cũng thật khó khăn cho đại nhân rồi. Mà Thanh Hà hơi đỏ mặt nói, đại nhân quá khen rồi, chúng ta là người gì hẳn đại nhân cũng rõ, chỉ muốn làm chút việc thiện, kiếp sau có thể được báo ứng tốt mà thôi. Tuy trước chỉ là giúp đỡ những đứa nhỏ này kiếm miếng ăn, cũng không phải ở trong phủ mà nhờ người đưa đến hộ trên bên bản địa để làm ít việc vặt, đồng thời học chút tay nghề. Cũng vì nể mặt ti chức cho nên những hộ dệt đó không dám làm khó bọn chúng, cho bọn chúng một con đường sống mà thôi. Đến đây thì Dương Lăng quả thật đã cảm thấy kính nể người thái giám này. Bất kể hắn có thật muốn tích âm đức để cầu thiện báo hay không, những việc làm và hành động ấy đã hơn biết bao kẻ đọc sách, cả ngày ra giả vì nước vì dân, xong lại chỉ biết nói suông. Tuy hắn không hiểu nhiều đạo lý lớn, nhưng lại thật sự làm được rất nhiều việc tốt. Mặc dầu lợi dụng sự tiện lợi của chức quyền, hắn cũng thu được không ít chỗ tốt. Nhưng hắn có thể nghĩ đến việc cứu tế dân chúng cùng khổ, đây đã là chuyện rất đáng quý rồi. Tất cả hộ dệt của bản địa đều thuộc sự cai quản của thái giám dệt may Lý Đại Tường.
Các hộ dệt may tập trung ở Tô Châu, cho nên nhà môn của Lý Đại Tường cũng đặt tại Tô Châu. Dương Lăng và Mạc Thanh Hà trở về thành, không quay thẳng về phủ mà đến một cửa điếm nhỏ đặc sắc của địa phương. Hai người ngồi dưới gốc thủy dương, khoan thai đối ẩm, vui vẻ bình phẩm phong cảnh Giang Nam. Sau đó còn chưa dứt chuyện thì lại quyết định đi đến hộ dệt bản địa để quan sát. Dương Lăng nhớ lúc nhỏ đọc sách có nghe nói vào thời Minh Hộ, dệt Giang Nam thuê mướn thợ thuyền đã có quy mô khá lớn, có hình thức ban đầu của chủ nghĩa tư bản. Hộ dệt mãi đến tham quan lần này là một trong mười mấy hộ dệt lớn của Hàng Châu. Tuy không lớn bằng hộ dệt Tô Châu, nhưng cũng có mấy chục khung cửi, thuê mướn gần hơn 100 thợ nữ. Dạo một vòng bên trong, Dương Lăng có cảm giác rất giống với xưởng sản xuất dây chuyền công nghiệp hiện đại, không khỏi vô cùng hưng phấn. Khi sắp ra khỏi cửa, y chợt nhìn thấy một thằng bé mập mạp độ 11-12 tuổi vác một bao sợi trắng đi vào. Vừa trông thấy có người ngoài, nó bèn đứng một bên cửa, đưa tay áo lên quệt mồ hôi đầy trán, chỉ đứng đó cười ngây thơ. Mà Thanh Hà cười chỉ thằng bé đó, nói: "Thằng nhỏ này cũng không cha không mẹ, thì chức thấy tội nghiệp nên đã thu nhận rồi đưa đến đây. Đó là chuyện của mùa hè năm ngoái rồi." Hắn lại cười nói: "Không sợ đại nhân chê cười, người do thi chức đưa đến những hộ dệt này còn không dám nể mặt, bọn họ quyết sẽ không ngược đãi chúng, cho nên thi chức cũng chưa bao giờ đến thăm. Thi chức nhớ được thằng nhỏ này cũng bởi cái bướu to đấy của nó, bằng không quả thật cũng không thể nhớ nổi." Dương Lăng bèn đưa mắt nhìn, thấy thằng bé đó thân thể khỏe mạnh rắn chắc, xem ra cuộc sống nơi đây quả nhiên không tệ. Có điều cổ nó vừa thô lại vừa ngắn, bên cổ lại mọc ra một cái bướu thịt to dễ sợ màu đỏ tía, khiến cho người ta trông thấy liền có ác cảm. Mặc dù Dương Lăng biết thân thế thằng bé này đáng thương, nhưng mà nhìn xong thì trong lòng cũng có cảm giác dị dạng. Đừng nói là người khác, nếu không vì Mạc Thanh Hà rủ lòng thương, phòng trừng thằng bé này có muốn kiếm chút miếng ăn một cách chính đáng cũng sẽ không có ai dùng nó, chỉ có thể ăn xin cả đời. Đối với việc làm vĩ đại của Mạc Thanh Hà, trong lòng y không khỏi càng sinh ra một sự ngưỡng mộ. Nhưng kỳ quái chính là, sao thằng nhóc đó gặp Mạc Thanh Hà mà vẻ mặt lại bình thường, không có vẻ gì như gặp được ân nhân vậy. Dương Lăng hơi động nghi ngờ, xong lập tức nhớ ra thằng nhóc bập này mới chỉ gặp Mạc Thanh Hà có một lần. Trải qua lâu ngày, một đứa bé làm sao mà nhớ rõ như vậy được, thế là lòng nghi ngờ lập tức tan biến. Thằng bé mập mạp đó chỉ nhìn thấy mấy vị khách cười ngây thơ, cũng không bước lên chào hỏi. Hộ dệt Cao Minh cười mắng: "Tiểu tử ngốc, nhìn gì mà nhìn, mau mang đồ vào đi, đừng che mắt đại nhân." Thằng bé mập đó nghe thấy liền vội vác bao sợi lên, rồi chạy vụt vào. Dương Lăng mặt đỏ như ngất đi vào Tây Khóa Viện. Cao Văn Tâm ngồi dí trong nhà cả ngày, nghe nói y trở về liền tung tăng ra đón. Trông thấy vẻ mặt của Dương Lăng quái dị, không khỏi ngần ra. Dương Lăng lúng túng đưa một cuộn giấy qua nói: "Văn Tâm, đem cất cái này đi, cẩn thận." Cao Văn Tâm ngạc nhiên: "Lại có người tặng lão gia thư họa của danh nhân gì sao?" Nào mở cuộn giấy ra, thì vừa nhìn thấy sắc mặt lập tức trầm xuống, chua chát nói: "Thiếp tựa mù răng, chàng tựa trăng. Quả là một bài thơ tình hay, không ngờ lão gia nhà chúng ta còn là nhân vật hết sức phong lưu nữa. Đến vùng Giang Nam sông nước, không biết đã khiến bao nhiêu người con gái phải điên đảo thần hồn rồi." Dương Lăng giờ khóc giờ cười bao biện: "Bài thơ này là tôi nghe được lúc ở Cố Hương, mà phu nhân thấy hay nên đã phòng chép ra hai cuộn, cuộn này tặng lại cho tôi. Cô đừng có nghĩ ngợi lung tung. Đúng rồi, cô thấy thư pháp của vị Mạc phu nhân này thế nào? Thật là khéo tay hay chữ nhỉ." Cao Văn Tâm nào tin lời nói dối của y, nếu như thực sự đường hoàng như vậy, cớ gì khi nãy sắc mặt lại lúng túng. Nàng nhìn thư pháp ấy một chút rồi hừ giọng nói: "Chữ thì không tệ, nhưng cũng không thấy đẹp hơn chữ tiểu tỷ. Trái lại bài thơ này ý nặng tình thâm, chẳng lẽ là của ấu nương tỷ tặng lão gia?" Dương Lăng đằng hắng hai tiếng, không đáp lời nàng. Khi nãy vừa trở về phủ, Mạc phu nhân liền hưng phấn cầm hai cuộn tranh ra. Nàng ta đã chép bài thơ thành hai phần giống nhau, một phần tặng cho Dương Lăng để tạ ơn. Chuyện này vốn không có gì to tát, chỉ là không biết vì con gái Giang Nam phóng khoáng như vậy, hay là vì Mạc phu nhân lăn lộn trốn thanh lâu nhiều năm, không biết chừng biết mực. Lại chẳng hề kiêng kỵ áp sát đến trước mặt Dương Lăng, mở tranh thư pháp ra, duyên dáng tươi cười, chỉ trò trò. Nếu như cử chỉ đó được đặt vào thời nay thì cũng không tính là gì, nhưng Dương Lăng ở niên đại này đã lâu mà vẫn chưa từng thấy phu nhân người nào không biết tránh hiểm nghi như vậy. Cứ kề sát lại gần, chỉ ngửi thấy làn gió thơm rời rượi, hơi thở lan đến đã khiến y trở nên khó chịu bất an. Thế mà Mạc Thanh Hà không hề cho đó là ngỗ ngược,
Vì vậy y càng không thể không nổi giận được. Cuối cùng khi Mạc phu nhân thu cuộn tranh về, buộc lại rồi đặt vào tay y, ngón tay ngọc thon thả lại thuận thế lẳng lơ khều nhẹ lòng bàn tay y một cái, làm Dương Năng giật nảy cả tim. Y ngước mắt nhìn, đúng lúc trông thấy cặp mắt khiến cho hồn siêu phách lạc của Mạc phu nhân liếc sang yêu kiều quyến rũ, răng trắng cắn khẽ môi hồng, tuy vẻ phong tình chỉ hiện lộ ra trong chớp mắt, nhưng lại như hòn đá ném xuống mặt nước yên ả, khiến lòng người nổi lên từng gợn sóng. Lúc này Dương Lăng mới hiểu được, không phải nàng ta câu nệ tiểu tiết mà là có ý quyến rũ mình. Vẻ phong tình của mỹ nữ này phong lưu mà không thấp hèn. Tuy ở trước mặt trượng phu mình quyến rũ người khác, nhưng sức mê hoặc đặc biệt đó lại khiến người ta không thể nảy sinh chút ác cảm nào. Dương Lăng chỉ cho rằng nàng cưới phải ông chồng thái giám, khao khát xuân tình, đột nhiên có người đàn ông trẻ tuổi ở nơi này mới khiến nàng ta suy nghĩ vẩn vơ. Thế là y không dám ngồi lâu, trò chuyện vài câu với Mạc Thanh Hà xong, liền vắt giò lên cổ mà chạy. Chuyện khó xử như vậy y đương nhiên là không thể kể cho Cao Văn Tâm nghe. Nhìn thấy nàng vẫn còn chút giận dỗi, Dương Lăng vội cười rồi nói. Văn Tâm này, chúng ta có phải nên uống thuốc châm cứu không? Cao Văn Tâm duyên dáng, lừa mí một cái nói. Không được, hay là lão gia người đi gặp Liễu Thiên Hộ trước đi rồi hãng bàn, đừng để khi châm cứu lại kêu ầm lên, đến lúc đâm cho cái lưng ngài thành kết sàng, trở về ấu nương tì tì mà không đòi mạng tiểu tì mới là lạ đó. Dương Lăng buột miệng cười nói, vậy thì không sợ, chỉ sợ tôi kêu la trong phòng bị đám nha sai nghe được lại hiểu lầm chúng ta. Y nói đến đây chợt ngậm miệng lại, hối hận đến suýt nữa thì đã vả vào miệng mình. Thằng khốn nạn này rõ ràng là không muốn gánh thêm nợ tình, sao còn ngứa miệng nhiều chuyện như vậy. Mày nghĩ đây là đang trong công ty tám chuyện với đồng nghiệp nữ sao? Phụ nữ thời này trung tình lắm đó. Ý còn ngượng ngùng xấu hổ, Cao Văn Tâm sao không thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng nàng lại không hề có chút giận hờn, ánh mắt hết sức phức tạp, cũng không biết đang nghĩ gì. Nàng liếc Dương Lăng một cái thật sâu, rồi nhẹ giọng nói. Tiểu thị sẽ đi mời Liễu Thiên Hộ vào. Trong khoảnh khắc, ngữ khí ấy càng mê ly và thùy mị, không nói lên lời. Quả thật, phụ nữ mỗi khi ăn mặc trang điểm lại có một diện mạo khác. Cao Văn Tâm mặc một bộ phục sức phổ thông của con gái vùng Giang Nam. Vẻ ung dung sang trọng hoàn toàn biến mất, mà lại hơi giống như một cô con gái cưng vậy. Nàng vội vã chạy lên lầu, tay cầm cái vạt váy màu xanh lá, dậm mạnh đôi hài thêu màu đỏ, bực bội liếc Dương Lăng một cái rồi nói. Lần sau lão ra đừng tìm tiểu tỷ nữa, còn muốn người ta cười với hắn một cái, thật muốn ói quá. Cao Văn Tâm dáng người thon thả, dung mạo trong veo như nước, lúc này dậm chân hờn dỗi, cả người toát lên phong thái xinh đẹp, khiến người ta phải động lòng. Dương Lăng nhìn mà hai mắt sáng rực, liền vội gật đầu nói. Đương nhiên, yên tâm, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, tôi cũng không nỡ. Cô lánh ra xa một chút đi, để tôi xem thử cái tên háo sắc người mùi mà tới này trông như thế nào. Cao Văn Tâm hừ một tiếng xoay người lánh ra vòng sau, chỉ nghe ngoài cửa có tiếng một gã đàn ông cười ha ha. Không tệ, người không có gạt ta. Cô gái này quả nhiên có mùi vị, nhưng nói đến chuyện trước mắt, tiền qua cáp lão tử chỉ có thể chi ra được 10 lượng. Trong tay người đã có thóc gạo. Lát nữa, ta về kêu quan ti vụ thuế thu mua với giá cao là được. Lợi nhuận của ngươi không ít được đâu. Theo giọng nói, một gã quan quân mặt cáo râu ngắn đen đúa đang cười híp mắt cùng với Liễu Bưu đóng giả thành một thương nhân đầu cơ tiến vào phòng. Hắn nhìn thấy trong phòng lại không phải là khuê phòng của thiếu nữ như trong tưởng tượng, mà là một gian phòng khách không lớn. Một công tử trẻ tuổi vận đồ trắng, thắt lưng xanh lam đang mỉm cười ngồi trên ghế dựa nhìn hắn. Đứng sau lưng gã công tử đó là bốn hán tử mặc đồ đen, thân hình nhanh nhẹn dữ dằn, vẻ mặt âm trầm thì không khỏi sửng sốt, lập tức đưa tay mó cán thanh đao dắt bên hông. Dáng vẻ thương nhân của Liễu Bưu lập tức biến mất, y giơ chân đá một cái vào sau gối hắn, tiếp đó một thanh chùy thủ sáng choang đã kề lên cổ. Hắn chỉ nghe kẻ tự xưng là thương nhân có thóc gạo để bán, muốn dùng mỹ sắc để dâng tặng này, lạnh lẽo quát. Ngồi bên trên chính là đề đốc nội dường thống lĩnh quân thì về đại nội, khâm sai phụng trì kiểm tra thuế phú Giang Nam, Dương Lăng, Dương đại nhân, còn không khấu đầu làm lễ. Gã quan quân đó cảm thấy hồ đồ khi nghe nói không phải là cường đạo ra cướp, mối nguy hiểm mất mạng giảm đi nhiều, hắn mới chút bỏ được một nửa gánh nặng. Nhưng đường đường quan tổng đốc nội sường khâm sai đại nhân, muốn gặp hắn không phải chỉ nói một câu là được sao? Thần thần bí bí như vậy để làm gì? Nghĩ đến những chuyện vi phạm pháp luật và kỳ cương mà mình đã làm, hắn không kìm được mà túa mồ hôi lạnh, hoảng hốt bổ nhào về phía trước, run giọng nói. Hạ quan thiêm sự Đinh Lâm, chỉ huy Long Sơn vệ, bái kiến Dương đại nhân. Dương Lăng cúi người, cười nói.
Đinh Thiêm Sự: Bản đốc Mã Muội mời ngươi đến đây, ngươi có biết là vì chuyện gì không? Thiêm Sự Đinh Lâm chỉ huy Long Sơn vệ trán mướt mồ hôi hột, thân sắc hoảng sợ đáp: Hạ quan không biết. Nội xưởng thành lập chưa lâu, có những thủ đoạn lợi hại gì hắn vẫn không biết. Nhưng cực hình của Đông xưởng, Tây xưởng và Cẩm Y vệ thì đã sớm có nghe qua. Nghe nói nội xưởng còn có chức trách đốc sát hai xưởng một vệ, vậy thủ đoạn có thể ít sao? Đình Lâm đã làm ra không ít trò phạm pháp, cho nên vừa nói vừa không nhịn được run lên cầm cập. Dương Lăng thẳng lưng, phất lên áo một cái, bắt chéo chân qua, chiếc giày trắng như tuyết đung đưa trước trán Đình Lâm. Y khoan thai nâng chén trà lên, nói: Trình Bách Hộ, đọc cho hắn nghe. Ti chức tuân mệnh. Trình Bách Hộ kính cẩn đáp một tiếng rồi bước lên một bước, liệt kê ra từng hành vi phạm pháp của Đinh Lâm, như là ép mua ruộng đất của quan binh vệ sở, tham ô quân hưởng, thông dâm cùng thê tử của binh sĩ. Đinh Lâm nghe mà mặt vàng như nghệ. Trình Bách Hộ còn chưa đọc hết, hắn đã bò lên phía trước bi ai cầu khẩn: Hạ quan có tội, hạ quan đáng chết, xin đại nhân thứ tội, xin đại nhân khai ân cho. Hắn vừa nói vừa dập đầu bôm bốp. Dương Lăng đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười nói: Đinh Thiêm Sự, những việc này ta đều tra ra chứng cứ xác thực, tin rằng nếu cần nhân chứng, những quan binh được ngươi đối đãi tốt như vậy cũng sẽ vui vẻ đứng ra làm chứng. Bất cứ một điều nào trong đây đều đủ để lấy đầu ngươi, ngươi có gì để nói không? Đinh Lâm run rẩy van xin: Dạ, hạ quan biết, hạ quan đáng chết, xin đại nhân. Dương Lăng ngắt lời hắn: Thường nói xin người chỉ bằng tự xin mình. Nếu như Đinh đại nhân muốn đoái công chuộc tội, vẫn phải dựa vào bản thân mới được à? Đinh Lâm nghe ra ẩn ý trong lời nói của y, hai mắt không khỏi sáng lên, vội ngẩng mặt sốt sáng nói: Xin đại nhân hãy chỉ điểm bến mê, tại hạ quan sẽ theo tất thảy. Dương Lăng bảo: Thật ra bản quan cũng biết, trong sáu huynh đệ ngươi chỉ có một người là theo nghề binh, gia tộc đông đúc hoàn toàn đều dựa vào một mình ngươi nuôi dưỡng. Chỉ với chút bổng lộc đó quả thật không đủ để dùng. Còn về phần ngươi thông dâm với thê tử của sĩ tốt, âu cũng là đôi bên tình nguyện, mặc dầu tội không thể tha, nhưng cũng có thể niệm tình. Nếu như ngươi chịu giúp bản quan làm ít việc, những tội lỗi này ta sẽ giúp ngươi thay đổi một chút, tự nhiên có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đinh Lâm mừng rỡ nói: Đa tạ đại nhân khai ân, không biết đại nhân muốn hạ quan làm những việc gì? Dương Lăng tập trung ánh mắt lại nói: Ta nghe nói chỉ huy sứ Tất Xuân, Tất đại nhân của Long Sơn vệ thường hay mưu hại sĩ tốt, vi phạm quân quy. Sau đó bức ép sĩ tốt tướng vệ khoanh tay phục tùng, cùng với giám quân viện công công chiếm dụng làm của riêng. Ngoài ra định mức trong quân là 6.500 người, nay chỉ còn 1/3, lại đều là những người già yếu bệnh tật. Tất Xuân và Viên Hùng giấu giếm công báo, gạt chiếm quân hưởng, thậm chí ngay cả ngân lượng trích cấp để đóng thuyền cũng chảy vào trong hầu bao mỗi người. Giờ đây quân giới cũ hỏng không thể sử dụng được. Thực có chuyện này không? Đinh Lâm tuy là Thiêm Sự chỉ huy, nhưng quyền bính đều nằm trong tay Tất Xuân. Tất Xuân lại cấu kết cùng Viên Hùng, một tay che trời, căn bản không hề để hắn vào mắt. Hắn chỉ có thể vơ vét được một ít lợi trong đó, cho nên trong lòng sớm đã bất mãn với Tất Xuân. Nghe khẩu khí vị khâm sai này dường như là muốn trị Tất Xuân và giám quân Viên Công Công, hắn không khỏi mừng thầm trong bụng. Nhưng do lâu năm bị chèn ép dưới oai, hắn nhất thời vẫn không dám thổ lộ thật tình, cho nên không khỏi do dự. Dương Lăng thấy vậy hừ nhạt một tiếng nói: Nếu người đã không thể thành thật với bản quan, vậy bản quan cũng chẳng muốn cứu người nữa, ngươi về đi. Đinh Lâm không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa, lật đật nói: Đại nhân được trách, hạ quan thú nhận ngay đây. Ngay sau đó, Đinh Lâm đổi tất cả những chuyện xấu của Viên Hùng, Tất Xuân mà mình biết được lần lượt kể hết ra. Càng khiến người ta thêm căm phẫn chính là, ngoại trừ hơn 500 binh sĩ trong thần binh doanh của Tất Xuân là tinh nhuệ, còn lại toàn bộ đều không có sức chiến đấu. Vì thế lúc gặp giặc oa kéo đến, hắn cùng thân binh liền mỗi người một ngả, cố ý tránh né giặc oa để mặc cho bọn chúng cướp bóc. Nếu luận năng lực chỉ huy và dũng cảm, Tất Xuân thực ra là một viên tướng kiêu hùng, bằng không lúc tập trung mấy tinh binh vệ sở chống giữ biên giới phía bắc ngày đó, hắn đã không có gan chiến đấu trực diện với giặc Thát. Nhưng lần này, nếu liều mạng chống chọi với giặc oa, kẻ chết đều sẽ là quân tinh nhuệ của hắn. Xuất phát từ tư tâm, hắn thân mang trọng trách giữ đất nhưng lại để mặc giặc oa cướp bóc. Đợi đến khi bọn chúng rút lui mới gióng trống khua chiêng truy đuổi. Mỗi khi chạy không kịp, giặc oa bèn vứt lại rất nhiều của cải cướp được. Khi ấy Tất Xuân liền thừa cơ thu lượm bỏ vào trong túi của mình. Tướng quân đại minh mà làm bá vương hôi của. Dương Lăng nghe mà giận sôi lên. Đợi Đinh Lâm nói xong, một nha sai cúi đầu hí hoái ghi chép ở góc phòng, liền cầm một tờ giấy công khai còn ướt mực đi qua. Đinh Lâm bất đắc dĩ phải lăn tay, lúc này mới nghe Dương Lăng cười nhạt nói: Rất tốt,
kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hy vọng Đinh Đại Nhân có thể chân thành hợp tác với bản đốc. Những chuyện Đại Nhân vừa khai nhận, bản đốc đã ghi chép vào văn kiện. Việc này còn phải nhờ Đinh Đại Nhân lợi dụng quan hệ để thu thập nhiều chứng cứ hơn. Lúc đó, bản đốc bắt người. Đinh Lâm nghe vậy thì ngẩn ra. Hóa ra vị sừng đốc Đại Nhân này đang gạt mình. Tuy y nghe nói có những chuyện này, song lại căn bản không có chứng cứ. Đinh Lâm hơi hối hận, nhưng hắn vừa mới lăn tay ký tên, giờ đã lên thuyền giặc. Nếu muốn xuống, chỉ cần dựa vào tờ cáo trạng này, Dương Lăng đã có thể bắt hắn vào nội sương tra khảo. Lòng người như sắt, phép quan như lò, ai còn có thể giữ được bí mật dưới cực hình của sưởng vệ chứ? Cho dù Viên Công Công và Tất Xuân cứu được hắn, đến lúc ra được thì người cũng đã tàn phế. Đến nước này, Đinh Lâm chỉ đành ảo não đáp ứng mà thôi. Dương Lăng lại không phải là người dựa vào dọa dẫm để khiến người ta làm việc cho mình. Thấy Đinh Lâm đáp ứng vội mỉm cười, đỡ hắn lên, hứa hẹn phong quan một phen, vẽ ra cho hắn một tiền đồ đầy gấm vóc, đến khi Đinh Thiêm Sự đang ủ rũ lấy lại tinh thần mới thả hắn đi. Đợi khi hắn đi khỏi, Liễu Bưu hơi thắc mắc hỏi. Đại nhân, sưởng vệ chúng ta bắt người chỉ cần có chút manh mối thì không cần xin ý chỉ vẫn có thể bắt loại quan như Tất Xuân và Đinh Lâm này về tra khảo. Hướng chi ít nhiều cũng đã có chút chứng cứ xác thực, đại nhân cần gì về phí công lợi dụng tên này cho phức tạp thêm. Dương Lăng thản nhiên cười nói, Liễu Bưu này, Đinh Lâm không đáng sợ, Tất Xuân không đáng sợ, Viên Hùng cũng không đáng sợ. Có điều huynh cho rằng kẻ địch của chúng ta thực sự là bọn chúng sao? Đói đoàn y lắc đầu mỉm cười nói, không đâu, đối thủ chân chính của chúng ta đang ở trong kinh đô. Thay vì nói mấy kẻ này là người mà chúng ta cần đối phó, nói chúng là một món vũ khí thì đúng hơn. Những kẻ ở trong kinh thành đang dùng bọn chúng để đối phó với chúng ta cũng đang dùng bọn chúng để đối phó với trong kinh. Cho nên chứng cứ càng xác thực càng tốt, nếu như nhân chứng vật chứng đều vững chắc, cho dù bọn chúng muốn đặt điều thị phi cũng không có cớ mà vịn lấy. Liễu Biểu nghe vậy thì khiếp đàm thất kinh. Phải rồi, sao lại quên lý do chúng ta đến Giang Nam nhỉ? Đây vốn là một ván cờ của Ti Lễ Giám và Đông Sưởng lập ra. Bọn chúng có thể ngồi yên nhìn Dương Đại Nhân đến giải ván cờ này sao? Giờ đây đối phó với mấy tên thái giám trấn thủ này, thật ra là đánh một trận chiến. Thắng thì sẽ giành được sự ủng hộ của mấy trăm vị thuế giám trong thiên hạ, làm yếu đi thực lực của Ti Lễ Giám và Đông Sưởng. Thua thì không chỉ mất đi một ti thuế giám, mà đến lúc đó thuế giám các nơi cũng sẽ dùng mọi cách để gây khó dễ. E rằng con đường tiền tài và thế lực hiện giờ cũng sẽ đi tong. Đại nhân càng ngày càng có tâm kế à? Liễu Bưu nhìn Dương Lăng một cách khâm phục, cung kính nói. Vậy thì chúng ta phải chờ Đinh Thiêm Sự lấy được bằng chứng rồi mới xử lý bọn chúng sao? Dương Lăng lắc đầu nói. Không. Bây giờ cung đã lắp tên, không thể không bắn. Bà đại thái giám trấn thủ Giang Nam đích thực có hành vi phạm pháp. Nếu như một tên cũng không xử lý kỹ thì sẽ vẫn tạo cớ cho người ta. Tên Viên Hùng này nhất định phải bắt. Có điều cái cớ của chúng ta không can hệ gì đến thuế phú mà là bại hoại quân kỷ. Thân làm công sai, ta có trách nhiệm thuận tiện khảo sát, chưa phụng chỉ thì chưa thể xử lý được. Y lại nói tiếp. Bây giờ cần lập tức phái người vào kinh, đem sự tình bẩm rõ với hoàng thượng, xin chỉ lập tức bắt người. Việc này căn bản không che mắt được sưởng vệ, cho nên chỉ có thể xem ai nhanh hơn. Huỳnh hay chọn mấy người cơ trí lập tức hồi kinh, trước tiên đến gặp Ngô đại bộ đầu, sau đó vào cung diện kiến thánh thượng. Vâng. Liễu Bưu đáp một tiếng rồi vội xoay người đi ra. Cả bà Tầm từ sau vách tường nhẹ nhàng bước ra chớp chớp mắt. Đại lão gia chuẩn bị quan minh bắt giặc à? Vậy ngày mai huynh muội Trương Tiên Sư mời lão gia đến Tô Châu du ngoạn, lão gia có đi hay không? Dừng lặng rỗi lưng nói. Đi, tại sao không đi? Tin tức trong kinh truyền về nào nhanh như vậy chứ? Nơi này có Liễu Bưu trông coi, tôi cũng rất yên tâm. Trông thấy cả bà Tầm trong trang phục con gái Giang Nam, hai mắt y không khỏi sáng lên, giãn mày, cười nói. Đẹp quá, mặc bộ quần áo này vào trông thật giống giai nhân vùng sông nước. Tôi thấy cô cũng không cần thay nữa. Ngày mai cứ mặc quần áo như vậy, kéo ống quần để chân trần, chúng ta đến Thái Hồ trèo thuyền hái ấu học. Đoạn y vỗ trán hỏi, học ái gì? Cả bà Tầm thấy y không nhớ, nhịn không được bèn một miệng nói. Là Tây Thi Phạm Lãi. Dừng lặng vỗ tay nói. Ờ đúng rồi, là Tây Thi Phạm Lãi. Không phải là y cố ý dụ Cao Văn Tâm nói ra, mà là vì y không biết cách phát âm chữ lãi của vị Phạm Đại Phu đó. Cao Văn Tâm vừa nói ra, y mới phát giác ví dụ này hơi không thích hợp. Ví quan hệ giữa mình và Cao Văn Tâm như là Tây Thi Phạm Lãi, vậy thành ra cái gì đây? Cho nên nói xong, y nhịn không được, bèn bật cười. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 41 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 42.